Mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới cất nhà với anh Quanh, tới cất nhà cho dì cô Thị So. Thì ngôi nhà của cô hôm nay được cuốn nền rồi. Con chào cô. Cô khỏe không cô? À, hôm nay tụi con lại cất nhà cho cô á. Này với anh Quanh, anh Trường là lại đây cất nhà cho cô nè. Dạ. Cô mừng không? Mừng. À, con nghe nói là chú mất rồi hả cô? Dạ. Mất bao lâu rồi? Mất được 9 ngày rồi nè. 9 ngày rồi hả? Là trước khi mất đó, có đi bác sĩ, đi bệnh viện không? Đi bác sĩ mới về đó rồi chừng lại về nhà 4 giờ. Dạ. Bác sĩ nói bị sao con? Bị phổi với nó nhịp gan nữa. Ung thư phổi hả? Ung thư phổi rồi gan, bị gan nữa. Chứ không phải bị lao hả? Không. À. Rồi cô có khám bệnh cho cô luôn không? Tôi khám, người ta cho tôi nhập viện đó. Rồi tôi đâu có được ngủ với bệnh viện đâu. Dạ. Bị ổng nặng hơn mình nè. À. Ổng nặng cho tôi đâu có được nhập viện đâu. Dạ. Nhập viện đó đó. Dạ. Dạ. Thì ổng không có sức lực gì chịu đựng được, mình đem về đi, ổng đòi về. Đòi về ổng nó chết trong nhà đi cho con cháu cho điện thở ổng. Dạ. Vậy là đi xong nó về là ngày sau chết luôn. Ừ. Có nằm viện được ngày nào không? Nằm được hai bữa đi. Hai bữa. Rồi cô đây có khám bệnh rồi bác sĩ nói cô bị sao? Bị suy nhược. Suy nhược. À. Mắc thức ngủ á. Dạ. Thì mình ngủ không được, ăn được đó. Bác sĩ người ta nói đau nhiều. Chứ không có bệnh gì khác hả? À. Vậy mừng quá. Bây giờ tôi nói với chú gì nè, bây giờ tôi làm đám cho ổng á. Dạ. Rồi tới khu thôn người ta, ba triệu. À, vậy đó ha. Thứ ba triệu á. Thứ ba triệu hả? Tôi nói là dạ. Mà bây giờ tôi cứu rồi, có lẽ mà tôi sáng thở cho tiền khách của đồng hồ tôi cũng có chỉ. Dạ. Rồi hiện tại cô thấy trong người cô khỏe hơn chưa? Dạ. Lúc ổng bệnh thì mình lo chăm sóc cho ổng. Dạ. Đem vô mỏng với cũng nhớ ổng thì mình lo ai đó. Mình phải thức. Dạ. Tiếp tục cho ổng. À. Giờ làm đám xong còn thiếu lại 3 triệu. Rồi bệnh tình của cô thì bây giờ có đi bệnh viện tiếp theo không? Tính đi nhưng mà không có tiền. Không tiền hả? Mấy các ngày rồi xong xuôi rồi đi khám bệnh nữa đó. À. À, hôm trước có một số cô bác anh chị gửi tiền cho cô á, thì con đọc tên những người giúp đỡ cô nghe. Cất nhà thì ở đây có cô Thanh Vân tài trợ 30 triệu, ông Quang Trần 1.000 đô la, với năm cô ở Úc là 500 đô Úc, thì con sẽ làm cái nhà cho cô. Rồi làm luôn nhà vệ sinh, khoan cái nước rồi cho cô luôn nha. Rồi những cô bác anh chị mà gửi tiền giúp đỡ cho cô á, là chị Tú Trinh 500.000 đồng, chị Loan Quách 200 Canada, cô Duyên Lộc, Diệu Thiện, Diệu Tịnh 4 triệu đồng, với anh Nguyễn Thắng là 300 đô. Nhưng mà bây giờ hôm nay tới đây thì con gửi trước cho cô là phần của cô Duyên Lộc, Diệu Thiện, Diệu Tịnh là 4 triệu đồng, chị Loan Quách 200 Canada với chị Tú Trinh 500.000. Còn cái phần còn lại của anh Nguyễn Thắng thì khi nào nhà cất xong thì con mới gửi cho cô nha. Tại vì bây giờ nhà cô lu bu quá, gửi tiền nhiều quá thì lay quay mất nữa thì nó uổng lắm.
ha. Dạ. Để gửi cái tiền này cho cô là trước mắt trả tiền mà cô làm đám cho chú đó. Rồi thứ hai đó là đi bệnh viện nha. Mẹ nó cắt nhà quá. Tôi đi mượn nữa rồi bây giờ nó khó chịu tôi mệt. Mình thức đêm thức hôm đó rồi mình ăn còn được đó. Rồi lúc ổng bệnh đó thì đi mình dặm lúa rồi không đó từ ngày. Chứ một lần một con không dám cho cô thì cái đó là đúng hết. Rồi. Cái tại đó vì là nhà cô giờ lưu bu lắm ha. Bây giờ cho cái số đó lại giờ đem đang đi trả người ta. Xin mến chào cô bác, thì hôm nay Thiện tới đây thăm cô Thị So, thì cũng chia buồn với gia đình là chú bị bệnh ung thư phổi đã mất rồi. Trước đây thì cứ tưởng lao phổi nhưng mà khi khám bệnh ra thì mới biết là chú bị lao phổi. Thì chú cũng không còn nữa nhưng mà cô đây thì cũng đang bị bệnh, cũng cần có tiền để đi bác sĩ. Thì cũng có thay mặt chị Tú Trinh gửi cho cô 500 ngàn. Chị Loan Quách 200 Canada nha. Và 3.4 triệu nè, gửi cho cô. Với cô Duyên Lộc Diệu Thiện Diệu Tịnh 4 triệu đồng. Gửi cho cô 4 triệu đồng nha. Rồi cái phần của anh Nguyễn Thắng thì 300 đô. Hiện sẽ gửi cho gia đình sau khi mà nhà cô nhà cửa ổn định á. Tại vì bây giờ nhà cửa cũng lu bu quá mà gửi tiền nhiều một lần một thì nó cũng không có hay. Nó sẽ dễ bị mất. Dạ. Dạ. Thì hôm nay gửi cho cô cái số tiền là 200 Canada của chị Loan Quách nha. Cô Duyên Lộc Diệu Thiện Diệu Tịnh 4 triệu đồng, với chị Tú Trinh là 500 ngàn. Thì phần còn lại mà cô bác anh chị có đóng góp cho gia đình thì Thiện sẽ cộng lại rồi Thiện sẽ gửi sau, đợt sau khi mà ngôi nhà làm xong á ha. Để tới đó dạ. 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 Con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha, giữ tiền cẩn thận nha. Dạ. Ở đây là cô như chưa có cây nước sạch để xài không? Rồi con sẽ khoan cho gia đình cây nước luôn. Với lại đây làm cái nhà trước, lót gạch làm nhà bếp, với lại làm luôn cái nhà vệ sinh nữa. Rồi rồi, khi mà xong rồi đó, xong nhà rồi con mua cho nha. Dạ. 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 Rồi xin phép ba cậu đi rồi đi. Lấy đồ hết chưa? Lấy đồ hết chưa? Đi ra đây mà lúc kia. Đây là cái nhà vệ sinh, anh Quanh với mấy anh em đang làm cho cô nhà cô So. Đây lần thứ hai xây vệ sinh cho nhà vệ sinh cho bà con nghèo. Cái nhà thứ nhất là nhà của anh Danh Thanh Vũ. Cái nhà thứ hai là nhà của cô Thị So. Nhà thứ ba là nhà của anh Trường.
cô lên. Đi. Xe đi đúng rồi. Xe đúng không? Hơi dơ không? Rửa xe lên. Rửa xe lấy giặt cái đường. Lấy rửa xe lấy giặt cho đi. Rửa xe không? Đi vào xuống. Đây lên lỗ bê tông. Cô khô Úc ơi. Nó khô quá. Thì đây Người ta đi. 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 Đi